Rather good it down day sir. 뭐가 문제냐 say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가. Rather 그리 재미없어. 꺼내지 공부단 이 공과인 력명. The look and that angel may hit my ling hun em. You can pick up the look. The fucking MD. Say what is it not going? Oh baby crazy. Then you can dance. Từ thời trang sinh mẹ đến giờ chưa bao giờ mình mặc cái váy nào xấu như cái này cả. Đã xấu mà còn xúc cả hai cái chứ. Chân dung của em váy đây nha. Chất vải dày dặn, hai lớp. Trông vải cứ như bánh tráng ấy. Có đệm ngực sẵn này, hở lưng và có bo chun cực kỳ là bồng bềnh luôn. Ủa, đúng ra là chưa có chê luôn á. Vậy xấu ở đâu? Xấu ở mình nha. Vì mình quá gầy ấy, V một cũng bé nữa. Nên là trông mặc hơi kỳ ấy. Còn bà nào người đậm hơn là mặc bao xinh nha. Điệu cực luôn. Chất váy đang làm mưa làm gió, có gì hot. Chân dung của em nó đây nha. Váy có chất nhung độ dày vừa phải, sờ khá mềm và mịn. Bên trong có một lớp vải lót, áo bên ngoài là vải lưới mềm. Mặc lên trông xinh nhẹ nhàng lắm luôn ấy. Che được hết cả khuyết điểm của tay và chân nha. Vải mềm nên là mặc rất thoải mái. Nhưng phần eo mình thấy hơi rộng, nên chắc là sẽ sửa để cho tôn dáng hơn. Hôm qua là sinh nhật người yêu mình ấy, nhưng mà mình bị ốm nên hôm nay sẽ tổ chức mù. Giữa trưa nắng thì mình phải chạy đi mua bánh đây. Mình tổ chức đều đặn 7 năm rồi ấy. Mình tổ chức ở phòng riêng và một năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi, nên là phải chọn váy xinh để mặc. Sang mà hơi trách chi nha. Phải nói thật là mình rất gầy, nhưng mặc váy này lên không gầy chút nào luôn. Cực kỳ tôn eo luôn nhá. Vì người yêu mình không ăn được bánh gato nên là mình chỉ mua bánh nhỏ tượng trưng thôi. Nhưng mà đưa người yêu chị vào đây. Người yêu mình đây. Hôm qua là sinh nhật của người yêu mình á. Đây là cái yếm khiến mình bị mọi người hiểu lầm. Lúc đặt mình cũng không nghĩ gì đâu, chỉ là mình rất thích mấy set mà gồm áo và váy luôn ấy. Như vậy thì mỗi lần mặc mình đỡ phải nghĩ nhiều. Với cả mình thấy đặt theo set thì lúc nào cũng rẻ hơn mua lẻ từng món. Set này nhìn ảnh mẫu mặc rõ là xinh. Form yếm thì kiểu suông dài và rộng giúp mình che được khuyết điểm ở bụng và bắp chân. Có điều thiết kế phần dây cài của yếm lại ở phía sau, còn phần trước thì như thế này. Là mỗi lần mình mặc là lại có người hỏi, ơ, mình mặc yếm ngược à? Đây sẽ là 4 cách mình phối đồ ở trong váy xếp ly dành cho mùa thu đông sắp tới nha. Đầu tiên thì mình có một em váy xếp ly form chữ A, vải dạ dày và có hai lớp nhá. Cách thứ nhất thì mình sẽ chọn phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng cổ bé. Mặc kiểu này trông cực kỳ nhẹ nhàng lại còn dễ thương hơn ấy, hợp để mặc vào thời tiết đầu thu nha. Đến cách thứ hai thì chỉ cần mặc thêm một chiếc gilet len ở ngoài thôi là đã có ngay một outfit với trẻ trung lại còn năng động nữa ấy. Còn nếu mà cảm thấy vẫn chưa đủ ấm thì có thể thay bằng một chiếc cardigan form rộng trông bánh bèo cực kỳ luôn ấy. Đến mẹ mình còn phải khen xinh nữa. Cuối cùng thì mình sẽ phối cùng blazer cùng tôn, phía bên trong thì sẽ mặc kèm áo 2 giây nha. Vậy là chỉ với một chiếc chân váy mà có ngay 4 set đồ xinh mặc trong mùa thu đông sắp tới rồi nè. Thời tiết lạnh thì mình thường thấy mọi người chọn áo dạ tweed để mặc đi đám cưới, trông nó vừa xinh lại vừa sang. Nhưng mà hôm nay mình sẽ gợi ý mọi người hai outfit mà phối cùng áo dạ ép bách điệu nhá. Set thứ nhất thì mình sẽ thiên về lịch sự và kín đáo, phối một chiếc chân váy dài cùng với một chiếc áo dạ ép đơn giản, hai tông màu khá là basic nhưng mà mặc lên rất là sang luôn ấy. Còn muốn nghịch hơn một xíu thì có thể xem qua cái kiểu màu xám này, mình thấy trông kiểu dáng nó khá là lạ ấy. Tuy nhiên thì cả hai áo mọi người nên chọn đúng size nhá. Chứ như mình thì chọn hơi bị rộng nên là vẫn chưa ưng cho lắm. Mẫu váy cực kỳ là xinh luôn nhưng mà lại không dành cho những đứa như mình.
Nếu mà nhìn ảnh mẫu mặc thì đúng là phải mua liền nha. Nhưng đối với những bạn mà mũm mĩm một xíu như mình thì cái phần nơ này nó khoét khá sâu đấy. Mặc dù rất là thích nhưng mà mình vẫn không thể nào bon chen được luôn. Nên là mình đã quyết định tặng nó cho người phù hợp hơn. Đây để mình chứng minh cho các bạn thấy. Con bé em mình ngồi nó cực kỳ là mỏng nên là mặc sang lắm luôn nha. Định không đăng review đâu nhưng mà vẫn muốn recommend cho mấy bạn gầy gầy mà đặc biệt phải lép nhá. Thế nên là không phải cứ mình mặc xấu mà có nghĩa là cái váy đấy nó xấu đâu nha. Chỉ là nó sinh ra không phải để dành cho mình thôi này. Khi đây lại là chiếc váy hot nhất trên Top Top ở gần đây luôn đấy. Trông nó cực kỳ sang trọng và lịch sự nhưng mà giá thành thì vô cùng bèo bọt luôn. Chắc là bởi vì cái sự kết hợp giữa vải nhung và vải tơ như thế này thì trông nó cũng sang hơn đấy. Hơn nữa là mình cực kỳ thích mặc váy màu đen ý, lại còn bo eo nữa nên là trông cảm giác người nó gầy hơn một xíu nha. Nhận hàng cái là mình phải đăng review luôn. Để cho các bạn sắm điên cưới mùa này là hợp lý. Bảo sao em nó hot như vậy là đúng rồi nha. Hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một set đồ cực kỳ là phù hợp cho trời thu Hà Nội nhá. Trông cực kỳ là đơn giản nhưng mà lại rất thích hợp cho các bạn để đi chơi phố ấy. Áo của nó thì thuộc dáng crop top dài tay, chất len khá là dày dặn luôn. Đặc biệt là chân váy đi kèm này nhá. Nó được may thêm một lớp quần bảo hộ bên trong nữa nên lại càng dày hơn nha. Chính vì như thế nên là mình thấy che được khuyết điểm bụng dưới rất là tốt luôn. Do mình cũng khá là mũm mĩm nên là mình luôn ưu tiên những set đồ mà che được nhiều khuyết điểm nhất có thể như thế này. Các bạn mà sợ ngắn thì cũng có thể mặc thêm một chiếc áo ống bên trong như bạn mẫu thì cũng rất là xinh nhá. Hai set áo ghi lên mà thích hợp cho các bạn đi học, đi làm luôn nha. Set đầu tiên này thì mình đã mặc ở một số clip và được mọi người quan tâm khá là nhiều. Áo sơ mi và ghi lê thì đều tách rời nha, nên là mình thấy khá là tiện lợi luôn ý. Trời ơi, tôi mê cái chất của áo sơ mi này lắm luôn. Cực kỳ là mịn mà mặc khá là mát nhá. Áo ghi lê thì chất cũng không bị nhăn đâu này. Mấy bạn đi học là kiểu gì cũng mê xỉu luôn đấy. Mà mình thấy là mặc đi làm cũng xinh luôn. Sang đến set thứ hai thì mình thấy là cũng gần tương tự như thế, chỉ khác về phần cổ áo và chất của áo sơ mi là kiểu dạng van ấy, nên một điểm trừ là khá dễ nhăn nha. Nhưng với chất vải đấy thì trông nó lại sang hơn. Và cái phần ghi lê này thì chất nó cũng dày hơn áo đầu tiên ấy. Có vẻ như mình lại thích cái thiết kế thứ hai này hơn một xíu. Trông kiểu cảm giác nó trẻ trung hơn. Nhưng không thể phủ nhận được hai kiểu này đều xinh đúng không mọi người. Hát hay mình thắm ngát đến đời khi bên em anh chẳng trời vơi.